Em chào tất cả các bác nhé. Thì cái máy kính này thì nhiều bác hỏi em về cái cách trừ kính ấy. Thì hôm nay em làm cái video này riêng để chia sẻ cho các bác xem cách trừ cái máy kính nó như thế nào. Thì hôm nay chia sẻ cho các bác nhé. Là khe của cái máy kính ấy thì mình bắn keo ấy thì các bác để từ 7 ly. Đây em đang để một phân đến 7 ly, nhưng mà cái máy này mình để đúng một phân cho các bác nhé. Máy mình để đúng một phân. Đây các bác nhá, cái máy này em để đúng một phân nhé. Đấy. Thứ nhất là bắn keo thì nó sẽ chắc chắn hơn, đừng để khít quá. Đấy, thì có nhiều bạn hỏi mình cách trừ kính thì hôm nay mình chia sẻ cho các bác là như thế. Tất cả các góc nhá. Đấy, mình quay cho các bác xem luôn cái góc này. Đấy, cái góc của mình là để đúng một phân hết. Đấy, đúng một phân hết nhé. Đi cẩn thận nhé. Đấy, còn tường này, tường thì của mình cách được khoảng 3-4 ly thì mình đi đường keo là xong luôn. Còn cái đường thẳng này thì các bác cứ để đúng một phân để keo vào cho nó chắc chắn cho khách hàng. Kính này kính 11.52 an toàn các bác nhé, cường lực nhé, đi thoải mái nhé. Đấy, có nhìn khe này. Đấy, ok chưa? Đó. Thì video này thì gửi tới tất cả các bác nào mà chưa trừ máy kính bao giờ nhé. Còn bác nào biết rồi thì thôi nhé. Đấy thì còn cái gì thắc mắc thì các bác cứ comment ở dưới video. Che dưới cho em cái nhá. À Sơn ơi, lấy cái này cái này ra che để nó chạy ra ngoài em. Thì cái máy kính này của mình là nó khổ nhất là hai tấm cuối này các bác nhé. Hai tấm cuối này rơi vào 3 m². 3 m² thì tương đương là 28 kg. 1 m² thì gọi là 90 kg đi một tấm này. Thì anh em là đưa lên hết rồi. Đấy, hai tầm cuối, tầm bên kia nữa. Đấy, video này thì em chia sẻ như thế này thôi. Còn các bác nào thì cứ vào kênh của em nhé, Đỉnh Inox Vlog đấy. Thì các bác có số điện thoại ở trên video thì các bác cứ gọi điện hoặc comment ở dưới video nhé. Đấy, máy màu xanh rất là đẹp luôn các bác ạ. Quá đẹp luôn. Máy của máy này của em là 31m50. Ở dưới Ứng Hòa các bác nhé. Em có video mấy video để lắp với là dựng khung đấy. Các bác cứ đăng ký ủng hộ kênh Đỉnh Inox Cơ Khí nhá. Xong cái máy này thì mình lại chuyển sang bên Phú Xuyên các bác nhé. Hàng của Phú Xuyên, chỗ ga Phú Xuyên ấy, thì mình đang làm ở trên tầng 7. Đấy, xong ở trên ở bên Phú Xuyên thì mình lên làm ở trên Hồ Gươm, xong mình sẽ về Văn Phú. Đấy, các bác nhớ đăng ký để theo dõi kênh của mình nhé. Bây giờ em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác video sau.